chào mọi người. Kể từ khi thành lập đến nay thì Toa là một trong những thương hiệu đã đi cùng xuyên suốt với chương trình audio trong suốt hơn 30 năm qua. Và đây là một thương hiệu được rất là nhiều người tin dùng bởi những sản phẩm chất lượng và mẫu mã thì đa dạng. Và trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm loa âm trần được coi là một sản phẩm quốc dân của nhà Toa. Và đó chính là MPC658R. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh cho tòa nhà hay là văn phòng của mình thì đừng bỏ qua video lần này. Khi nhắc đến MPC658R của nhà Toa thì điểm đầu tiên mình rất là thích đó chính là giá vô cùng hạt rẻ. Giá chi tiết là bao nhiêu thì các bạn hãy xem dưới phần mô tả của video để có thể tham khảo về em nó trước khi quyết định sắm sửa em nó về nhé. Và với thiết kế nhỏ gọn cũng như linh hoạt như thế này thì em nó phù hợp với rất là nhiều không gian khác nhau. Trong em thì nhỏ gọn như thế này, rất là nhiều bạn lăn tăn và đắn đo rằng là cái chất lượng âm thanh của em nó có mang lại được tốt hay không, hay là không bằng một chiếc loa Bluetooth. Thì khi sử dụng nó thì thực sự là âm thanh của em nó mang lại không như chúng ta tưởng tượng, mà nó còn rất là tốt và nghe với một độ truyền âm thanh rất là xa, mang lại âm thanh rất là trong và chính xác. Và trong video này thì mình sẽ trực tiếp đấu nối và thử âm thanh của em nó luôn. Và các bạn đừng rời mắt khỏi video để chúng ta xem là âm thanh thực tế của em nó sẽ như thế nào nhé. Bên cạnh những đặc điểm nói trên thì em loa âm trần PC658R này còn được người sử dụng rất là yêu thích bởi những cái đặc điểm như sau. Đầu tiên là thiết kế thì vô cùng nhỏ gọn và linh hoạt. Như các bạn có thể thấy thì em ý với thiết kế với đường kính rất là tiện lợi như thế này thì chúng ta có thể lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau. Và thiết kế màu trắng với lưới tản nhiệt thép không gỉ ở bên ngoài thì sẽ mang lại cái âm thanh vô cùng chân thực và sinh động. Và cái sản phẩm thì sẽ độ bền đi cùng năm tháng. Thứ hai là sản phẩm này lắp đặt vô cùng linh hoạt và dễ dàng. Để chứng minh cho các bạn thấy thì ngay bây giờ mình sẽ cùng lắp đặt em nó cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ chỉ với một chiếc tua vít như thế này thì mình sẽ thực hiện đấu nối cái loa âm trần này cho các bạn xem nhé. Khi đấu nối em loa âm trần này thì các bạn chú ý giúp mình một cái điều là chúng ta sẽ có hai đầu dây, là một đầu dây trắng và một đầu dây đen. Thì khi đấu nối thì cái đầu dây trắng các bạn sẽ đấu nối vào đường hiển thị là COM. Đây, mình sẽ đấu nối ở đây luôn và chúng ta sẽ cần vít cái vít này lại là xong. Còn cái đầu dây đen này thì chúng ta sẽ đấu nối vào cái đường chỉ vào 100V 83 ohm nhé. Như vậy là mình đã đấu nối xong em loa âm trần này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử cái chất lượng âm thanh của em ấy như thế nào nhé. Và mình sẽ nói qua một chút về em loa âm trần PC658R này. Thì cái chất lượng âm thanh của em ấy sẽ đạt tối đa là 90 dB và đáp ứng được giải tuần âm thanh là từ 65Hz cho đến 18kHz. Và chất lượng âm thanh như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Để kết nối với chiếc điện thoại của mình thì mình sẽ sử dụng cái đầu nối như thế này. Và chúng ta sẽ cùng cắm là vào cổng vào AUX1 nhé. Thì chúng ta sẽ cắm, ở đây có hai đầu là một đầu trắng và một đầu đỏ. Thì cái đầu trắng mình sẽ cắm ở cổng ở trên và đầu đỏ sẽ cắm ở cổng ở dưới nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bật cái nút nguồn này lên. Mình sẽ test thử âm thanh. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắm vào được cổng vào AUX1 thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái âm thanh ở AUX1 ở phía trước này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử âm thanh như thế nào nha. Vừa rồi thì mình đã mở thử một đoạn nhạc để cho các bạn nghe được cái giải tầm âm thanh cũng như là cái chất lượng mà chúng ta nghe được thực tế như thế nào. Vì vậy các bạn có thể cân nhắc em nó nếu như mà muốn sở hữu em loa âm trần này để cho ngôi nhà hay là cho văn phòng của các bạn nhé. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người về các giải pháp âm thanh chuyên nghiệp. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì chương trình audio chính là một đơn vị uy tín chắc chắn sẽ mang lại hài lòng dành cho các bạn. Và để nhận những tư vấn về kỹ thuật miễn phí, hãy liên hệ tới số hotline 0904 575856 và để đặt hàng, hãy liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.